Welcome cả em trở kênh DHPG của miền Mai. Tiếp tục với con game Tân Ba Quy kỳ thì video mình xem đến anh em kỹ năng ngày mốt. Ngày hôm nay thì anh em dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng anh nhá. Ngày hôm nay mình quay qua vô rồi nhưng mà bị mất đi em ơi, rất là chán luôn. Đây bây giờ gần hết ngày rồi kết thúc cái sự kiện nhân tài này. Ngày hôm nay mình quay ấy, không ra tướng luôn. Mình được top 2 cái vòng ngoài luôn em ơi. Mình nhớ mình quay tổng cộng ấy là 530 điểm, tức là mình quay tổng cộng là 53 lần nhá. Không lỗ luôn em ơi. Mà đã thấy ở sale mình ấy, đã lỗ tan một người lỗ hai con. Đây như cái bạn tiêu viêm nhá. Dương mù này, đây tiêu viêm dương 3 này. Hay như cái bạn Michu dương 2 cộng với dương 4 nhá. Đây cái bạn Teleme này, dương 2 cộng với dương 4. Và cái bạn địa kiếm dương 2 và dương 3 nhá. Không hiểu cái gì luôn em ơi. Về cái vòng quay này anh em sẽ có hai hướng nhá. Một là anh em can xem ấy, cố gắng được vào top 1 rồi anh em mới quay full. Hai là anh em cứ chia đều ra 4 lượt cho mình. Còn về cái gói sự kiện ấy thì nó sẽ cho anh em mua 30 vé. Một ngày nó cho quay 5 lần free này. Kiếm vé trong shop mới free ngày nữa. Nói chung chung là cái này ấy, một là anh em cố gắng can top 1 anh em quay. Hai là anh em chia đều ra 4 lượt ấy để mình test cái độ nhân phẩm nhá. Anh mà hay làm hai dương là làm hai con tướng lên một sao luôn đấy, cái dương này được chọn nhá, còn quay ra tướng ấy thì nó lên xui em ơi. Và cái này anh em chú ý thêm cho mình cái shop beta mình được tổng cộng là 12k điểm nguyên liệu ấy. Trong cái shop này ấy, 100 điểm nó sẽ tương đương với một mảnh và 120 mảnh ấy thì nó tương đương với 12k nhá. Giờ mà mình đổi là sẽ đủ một con tướng ấy, nhưng mà đổi tướng giờ cũng chưa chắc là xài em ơi. Mình vẫn đang phân vân nhá, một là đổi tướng này, hai ấy, là mình đổi cái sách này. Hoang mang ghê nhở. Đáng lẽ nó dưới 12k là mình đổi sách đấy. Theo anh em mình lên đổi tướng hay đổi sách nhở? Đổi tướng ấy cũng chưa chắc mình đã dài. Cái con Tào Tháo này chắc mình sẽ cố gắng lên 1-2 sao rồi mình mới chơi nhá. Chắc mình sẽ đợi phòng quay ra cái tông nguyện mình mới chơi này nhá. Giờ chắc mình vẫn đổi sách em ơi. Tào Tháo ngon thật đấy nhưng mà hiện tại với cái team mình ấy, cho vào thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều ấy, nên là mình quyết định đổi sách nhá. Còn về cái vòng quay này mình thấy ra cái sách xanh nó nhiều hơn cái sách trắng nhá. Đấy sách xanh mình được tông rất nhiều em ơi. 10 cái. Xung luôn không nhở? Đấy xung luôn 3 cái này. Dư luôn nhá. Đấy thêm 3 cái là 7 cái này. Tức là này hiện tại mình đã đủ thức tỉnh thêm cán binh nhá. Đây mình vẫn còn hai dương chọn sách này. Giờ chọn sách chắc chắn mình sẽ chọn cái sách trắng này nhá. Là lên 9 cuốn. Tức là mình còn thiếu 3 cuốn nữa là học được cái thần ký này. Hay vào luôn thức tỉnh nhở. Đây mình sẽ dùng một cái sách vàng nhá. Dùng luôn này. Đây 8 nhá. Hay vào thức tỉnh luôn thần binh nhở. Rồi chắc mình thức tỉnh luôn thần binh nhá. Xong rồi mình sẽ dồn dần dần lên cộng 50. Đây thức tỉnh em ơi. Lên luôn em ơi. Đây 440k nhá. Có 21 cái thần binh và lăng. Rồi mình xem bên ngoài nó có thần binh nhá. Đây cũng khá nhiều này. Mà cái này để sau rồi em ơi. Mình sẽ lưng nhanh cái thần binh con chân hoa. Còn mấy cái thần binh đấy ngày mai mình dồn sau nhá. Đây một bậc tú tận hay đá em ơi. Thiếu đá nhá. Ờ khoan á. Hình như cái hạt này ngày hôm nay như mình vẫn chưa một số hiệp sau nhở. Trang bị này, thần binh này. À mình reset thôi em ơi. Đây mấy cái bằng kim bảo mình mua hết nhá. Nhưng mà hiện tại này của mình đang thiếu kim bảo ấy. Và ngày 22 thì nó sẽ mở cái thiên hạ. Thiên hạ này mình nhớ không nhầm ấy, là anh em lên nhau vào 80 hoặc là ngày 18 ấy. Ở trong cái giai thoại anh em sẽ được mua cái đá quay thiên hạ. Anh em đi ra shop tư nhân mà không thì nó sẽ có thì sẽ ra cái vé quay thiên hạ. Vé quay nó sẽ giảm một nửa so với anh em quay thẳng ấy. Cái này mình thấy anh em nên đầu tư nhá. Anh em xe mới ấy, có thể tích trinh được từ ngày 15 hoặc là từ ngày 12, 13 nhá. Cái này tùy độ khô máu của em thôi. Nếu anh em mà muốn khô máu cái thiên hạ này ấy, thì anh em tích cái cục tinh lực này. Đợi khi nào mở trong cái thuốc thương nhân nó bán cái đá thiên hạ ấy thì em cháy hết nhá. Đây vé quay thiên hạ nó là cái đá sa băng nhá. Hiện tại mình mới chỉ có 37 cục thôi, hơi em ơi. Quay thiên hạ này anh em tầm hơn 200 vé là ổn. Và anh em ngụy chú ý mình cái con chưa yêu nhá. Cái con chưa yêu này đấy khi lên 2 sao phải không, sát thương cái đang tăng 20%. Nếu mục tiêu ở trạng thái khống chế
tăng thêm 12% sát thương, chưa kể là cái 3 sao nhá. Sát thương công thường tăng 18%, sát thương nghĩa lăng tăng 12%. Đây 4 sao mây, khi thi triển nghĩa lăng kèm thêm sát thương bằng 16% công lực mục tiêu. Cực phẩm luôn em ơi. Mà công con đèn vi anh em mà dồn lên ấy rất là to luôn. Đây công tận 2.048 thôi. Mà đây chỉ là 1 sao nhá, sau lên 3 4 sao ấy thì nó lên tầm 2 triệu 2. Mà tận là 16% em ơi. 2 triệu 2 mình có cho 2 triệu tính dưới nhá. 2 triệu 10% ấy là 200. 6% là hơn 100k. Đấy. Anh em thấy không? Nó đêm hai hàng ấy, full là 6 con. Mở một con ấy thêm 350k đến 400k máu, rất là ngoài em ơi. Cực phẩm nhá. Đây view anh em chú ý cho mình mấy cái các bạn ấy. Cuối rồi chắc mình sẽ test vài trận PK nhá. Cái con ăn trước liều ấy, cái bạn top 1 này không ăn được rồi em ơi. Mà mình vẫn test em. Mà này mình phải thay lại con điểm vi ấy thì mới ăn được. Người là đủ. Thương của ta sẽ mở được. Thái hư loan tường. Giảm nổ. Tăng nổ. Xây mộng phù dân. U minh đi ảnh. Giảm nổ. Tăng nổ. Sấm và chấp nhận. Thất tin trời sắp. Độc bộ giang hoài. Gió cuộn mây tan. Bầy voi đánh úp. Thuộc thiên khu kỳ tinh. Hút vào hoàn thành huy. Thái hư loan cường. Giảm nổ. Tăng nổ. Thuộc thiên khu kỳ tích. U minh điện ảnh.
giảm nổ. Tăng nổ. Là bí quyết thắng lợi.